Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là lễ trao giải, giải phong trào mở đồng nội tương Top 33 Cup năm 2019. Và bốn đội lần lượt là FC San Tây, FC Thanh Hóa, FC Real Tô Ma và VN HFC. Chúng mừng đó, chúng ta đã tìm ra được ngày hôm nay. Cảm ơn các đội, các cầu thủ và toàn thể khán giả đã đến theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Một trận cầu diễn ra rất đầy lửa. Sau đây là buổi trao giải. Buổi trao giải của pha lưới cầu thủ vàng số 31 trên Champions League. Găng tay vàng dành cho thủ môn bên VNFC. Xin chúc mừng cầu thủ VNFC. Sẽ lên trao kính biểu dương và trao những chiếc vàng và cúp vô địch dành cho